Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong thùng chứa hàng hóa xe do ông Hoàng Văn Quỳnh, thường trú tại tỉnh Lạng Sơn điều khiển, có 960 kg chân gà đông lạnh, chưa qua chế biến, không có hóa đơn chứng từ, giấy tờ mua bán, giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật của cơ quan thú y. Trên bao bì sản phẩm hàng hóa có ghi chữ nước ngoài. Xét thấy vụ việc có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa nhập lậu, đội quản lý thị trường số 3 đã lập hồ sơ vụ việc, tạm giữ toàn bộ tang vật và phương tiện nhằm xác minh, làm rõ. Và ngay trong tối ngày hôm qua ngày 25 tháng 10, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tuyến biển tỉnh Quảng Nam đã đồng loạt bắn pháo hiệu để thông báo về diễn biến của cơn bão Trà My cho tất cả các phương tiện còn đang ở trên biển khẩn trương vào bờ và tìm nơi trú ẩn an toàn trước khi bão vào đất liền. Cùng với việc bắn pháo hiệu thông báo về diễn biến phức tạp của cơn bão Trà My tại 3 vị trí trọng yếu là đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Kỳ Hà, đồn biên phòng Cửa Đại và đồn biên phòng Cù Lao Chàm, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo cho tất cả các đơn vị tuyến biển duy trì 100% cán bộ chiến sĩ tại đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi có yêu cầu của hỗ trợ của cấp trên, của chính quyền và của người dân địa phương. Cục Hàng không Việt Nam vừa tiếp tục ra công điện số 2 gửi các đơn vị trong ngành hàng không để chủ động ứng phó với cơn bão Trà My, cơn bão số 6. Cục tiếp tục yêu cầu các cơ quan đơn vị thực hiện tổ chức trực 24/24 giờ. 4 cảng hàng không nằm trong vùng ảnh hưởng của cơn bão, bao gồm cảng hàng không Đồng Hới, cảng hàng không quốc tế Phú Bài, cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và cảng hàng không Chu Lai, triển khai ngay các phương án phòng chống mưa bão, các biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy trong cảng hàng không, sân bay, bảo vệ cho các công trình, phương tiện và thiết bị tại cảng hàng không, hạn chế thiệt hại do mưa bão gây ra đến mức thấp nhất và nhanh chóng ổn định mọi hoạt động hàng không để phục vụ cho nhu cầu của hành khách. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ra công điện số 4 ứng phó với bão số 6 đang ở trên khu vực Biển Đông. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện là tổng chỉ huy trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trong việc phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn và huy động kịp thời các nguồn lực của địa phương, đơn vị để ứng phó khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Lãnh đạo các địa phương phải theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa bão, sẵn sàng triển khai ngay các phương án sơ tán đảm bảo an toàn cho nhân dân trong thiên tai, nhất là tại các khu vực dân cư đang sống ở những vùng trũng thấp, vùng ven biển, ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở và lũ quét, nhà cửa không kiên cố. Đặc biệt chú ý là các khu vực tại huyện Hòa Vang và các quận Liên Chiểu, Sơn Trà và Cẩm Lệ. Theo đó, chương trình khai mạc Liên hoan hát văn, hát chầu văn tỉnh Bắc Ninh lần thứ 2 năm 2024 tại đền thờ Lý Thường Kiệt, xã Tam Giang, huyện Yên Phong. Nhưng nội dung lại là biểu diễn thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ trên sân khấu của một số nghệ nhân và nghệ nhân ưu tú trong và ngoài tỉnh. Đây là hoạt động diễn sướng hầu đồng không đúng bản chất và không gian thực hành của di sản thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt. Xâm phạm tập tục, kiêng kỵ và làm sai lệch giá trị của di sản văn hóa phi vật thể, không đúng tinh thần công ước về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO. Việc làm này cũng vi phạm luật di sản văn hóa của Việt Nam, vi phạm quy định, biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong các danh sách của UNESCO và danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết quy định tiêu chí, điều kiện và trình tự thủ tục xác định vùng phát thải thấp trên địa bàn nhằm cụ thể hóa luật thủ đô năm 2024. Và theo dự thảo thì vùng phát thải thấp là khu vực giới hạn trong thành phố nơi có mức độ ô nhiễm không khí cao. Các phương tiện giao thông hoạt động ở khu vực này phải đáp ứng tiêu chuẩn phát thải nghiêm ngặt. Phương tiện không đạt tiêu chuẩn thì sẽ bị hạn chế hoặc là phải trả phí. Cụ thể, Hà Nội sẽ phân vùng hạn chế hoạt động của xe máy tiến tới dừng ở các quận vào năm 2030 theo nghị định của Hội đồng Nhân dân thành phố từ năm 2017. Thành phố sẽ có chính sách thay thế xe máy cũ không đảm bảo an toàn giao thông và xả khí thải. Những bãi đất trống quanh khu vực chân cầu Thuận Phước của thành phố Đà Nẵng. Dù đây là khu dân cư, nhưng những lô đất chưa được xây dựng này lại vô tình trở thành bãi tập kết rác thải xây dựng, sa băng bị đổ trộm suốt nhiều năm qua. Còn đây là những hình ảnh bằng chứng được tổ tìm diệt sa băng phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà ghi lại được. Để có được những hình ảnh này, các lực lượng đã phải mất rất nhiều công sức, thời gian, quyết giữ sạch những khu đất trống trên địa bàn.
nó bay xuống mình chụp hình chưa kịp thì không có cái bằng chứng gì mình về nữa, mình phọt nó được hết trơn. Là mình đôi lúc thì khiến khó khăn như thế. Bởi anh em mỗi lần là có phát hiện là phải núp hết trong bụi, mỗi anh này mỗi đứa mỗi gáp, chờ khi nào nó lui xe vô nó bay lên chụp liền tấm hình đó, chụp liền tấm hình nó bay rồi mình mới chặn lên để về với xử lý được. Thành phố Đà Nẵng đang phát triển nhiều khu đô thị mới. Tại các khu đô thị này, tỷ lệ lấp đầy của các hộ dân vẫn còn thấp, khiến nhiều khu vực đất trống bị các đối tượng lén đổ rác thải xây dựng, xà bần, khiến người dân bức xúc. Để xử lý tình trạng này, một số địa phương đã quy định mức thưởng tiền cho người báo tin về các hành vi vi phạm. Đối với dân thì ai muốn là coi như là cái tình trạng đổ cho họ này thì là ai bức xúc hết. Nhưng mà thực tế mà họ đổ trận ban đêm thì mình chịu thôi. Chứ ai mà đi đình mà biết đem đi ha, mình phục mà có được hay không mà mình chẳng có quyền cho bác được. Chẳng qua là mình đã gặp là bố cho chính quyền địa phương thôi, chứ mình cũng không quyền bác họ được. Cùng với việc kêu gọi người dân tăng cường tố giác các hành vi đổ trộm xà bần, các địa phương có điểm nóng đổ trộm xà bần cũng đã thành lập các tổ công tác đặc biệt, phối hợp lực lượng chức năng mật phục, phát hiện và xử phạt các trường hợp vi phạm, tăng tính răn đe cho các đối tượng này. 9 tháng đầu năm thì chúng tôi cũng đã có cái xử lý, được phát hiện, mật phục, phát hiện và xử lý 6 trường hợp, trong đó phạt vi phạm hành chính là 2 trường hợp, còn lại 4 trường hợp sử dụng các cái phương tiện thô sơ thì hiện nay thì phương tiện đó vẫn còn đang tạm giữ và tiếp tục xử lý. Gần đây nhất, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một cá nhân về hành vi gây ô nhiễm môi trường, tổ chức tập kết xà bần trái phép. Đà Nẵng đang quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm đến môi trường để xây dựng thành phố môi trường phát triển bền vững. Mặc dù ở xa, nhưng khi được bạn giới thiệu về địa điểm lý tưởng để check-in với cầu Long Biên, hơn 3 giờ chiều, bà Mai Anh đã có mặt tại vườn hoa cùng bạn của mình. Tranh thủ khi trời còn nắng đã lưu lại những hình ảnh đẹp. Thật sự là bất ngờ và ngạc nhiên. Ở đây nó là một cái bãi rác và rất nhiều tệ nạn. Đến bây giờ được vườn hoa và bãi cỏ, thảm cỏ xanh đẹp như này để cho người dân đến để trải nghiệm, vui chơi. Tôi thấy rất là phấn khởi và đẹp. Trước đây, bờ vở sông Hồng từng là nơi thường xuyên tập kết rác thải và tập trung các tệ nạn xã hội. Tuy nhiên, sau khi được chính quyền, các hiệp hội và người dân tại quận Ba Đình chung tay vào cải tạo, dưới chân cầu Long Biên giờ đây đã nhộn nhịp đông vui, thu hút đông người đến ngắm cảnh. Sau khi mà cái trận bão vừa rồi ngập lụt hết ấy, thì bây giờ là coi như là thấy ra ngoài này là thấy cái quang cảnh như thế này cũng thấy ngỡ ngàng và ngạc nhiên, thì quả thật là rất là đẹp. Mọi người, hầu như tất cả những người dân là rất là mong muốn là xung quanh ven sông mà được cải tạo khang trang sạch sẽ, xong đầu trồng các cây hoa để cho người dân được đến đây ngắm cảnh và chụp ảnh, rồi môi trường nó cũng là sạch đẹp. Khu đất từng bị chìm trong biển nước do ảnh hưởng ngập lụt của bão Yagi, chỉ sau hơn một tháng cải tạo, nay trở thành cánh đồng hoa cúc vàng rực rỡ. Khi cái hoa bắt đầu nó đã quá lứa, thì lại phải trồng cả ban đêm, soi đèn pin để trồng, để cho nó kịp cái hoa này. Đấy. Nhưng mà đến lúc này thật sự là đã thành công. Nó tạo được cảnh quan, hai nữa là dẹp bỏ được một số các tệ nạn. Tại thì bây giờ hàng ngày hàng trăm người xuống đây. Nhưng chúng tôi chỉ mong là thứ nhất này, các nhiếp ảnh gia này, các người mẫu mà xuống đây chụp ảnh thì cố gắng giữ gìn là đừng đi vào các luống hoa của chúng tôi. Ngoài việc trồng hoa tạo cảnh quan thì những mảnh đất trống cũng được người dân tận dụng trồng thêm các loại rau, cải thiện nguồn rau sạch, tránh lãng phí để không đất.